Xin chào bạn. Trên bàn của mình đang có ngày hôm nay vẫn là Dell Alienware 15L3 2017. Và mục đích của nó đó chính là trả lời cho rất nhiều những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra ở một comment. Đó chính là laptop gaming làm đồ họa sẽ như thế nào. Đầu tiên là dựng video 4K bằng Adobe Premiere, có import một số file từ After Effects sang và hiệu ứng màu sắc chuyển cảnh đầy đủ. Khi mình preview ở mức 1/2 thì máy phản hồi tốt, không bị khựng khung hình. Có thể nói là cực kỳ tốt khi mà những mẫu Quadro M2000M thường xuất hiện trên những mẫu máy chạm 40 triệu, vẫn có độ khựng nhẹ khi mà preview hoặc là chuyển cảnh. Đến với phần render thành phẩm thì gần như máy chỉ sử dụng CPU mà không dùng GPU, nên với những mẫu laptop gaming sử dụng i7-6700HQ hay là i7-7700HQ có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu của một sinh viên mà không cần phải đến 6800HQ hay là 6900HQ. Còn đối với những máy dùng chip U thì hãy nên tránh xa, hoặc là nếu đã lỡ mua rồi thì có thể cho mình vào mua máy mới. Còn nếu các bạn quan ngại về việc render thời gian dài trên những mẫu laptop gaming thì mình xin khẳng định được luôn, trừ khi các bạn là những nhà dựng phim liên tục, render liên tục trong một thời gian dài thì máy mới nhanh bị xuống cấp. Chứ còn với những nhu cầu của một sinh viên, cả kể làm những phần mềm nặng như là SolidWorks thì cũng khó có thể nào mà tã được. Mà nếu có tã thì cũng chỉ là do chúng ta dùng không giữ mà thôi. Để đáp ứng tiếp cho những sinh viên kỹ thuật thì mình đã dùng SpecViewPad 12 để kiểm tra năng lực làm việc tính toán 3D của GTX 1060 trên Alienware 15L3. Cộng với kết quả của GTX 1050 trên Asus GL553VD mà mình đã từng chấm trước đó. Khi so sánh với Quadro M2000M thì cả GTX có lợi thế cực kỳ lớn trong những phần mềm chỉ cần render hình ảnh, preview như là mô phỏng 3D Showcase, mô phỏng cơ thể sống Medical hay là phim ảnh MEA. Nhưng cả Quadro thì lại có một thế mạnh không thể chối cãi, đó chính là ở khả năng tính toán trong các phần mềm chuyên dụng dành cho dân kỹ thuật như là SolidWorks. Thì ở điểm này, GTX trên những mẫu laptop gaming thì sẽ không có cửa để so sánh được. Mà các bạn cần lưu ý là nhân gốc của M2000M cũng chỉ là GTX 960M mà thôi. Có một điểm các bạn cần lưu ý nữa là vi xử lý trên những dòng máy chạm thông thường như là i7-6800MHQ hay là i7-6900MHQ thì thường mạnh hơn so với i7-7700HQ thường thấy trên những mẫu laptop gaming, thế nên nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khả năng tính toán và render video cũng nhanh hơn khá nhiều. Cá nhân mình là một sinh viên học ngành kỹ thuật, mình sẽ chọn laptop gaming là người bạn đồng hành trong quá trình học tập chứ không phải là máy chạm, bởi vì nó thừa sức đáp ứng tốt cho những nhu cầu của một sinh viên, kể cả những đồ án cần render nặng. Hơn nữa nó còn phục vụ cực tốt cho nhu cầu giải trí cá nhân. Mà đã là sinh viên thì ai mà chả chơi game. Hãy cho mình biết những ý kiến của các bạn bằng cách comment phía bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe channel để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.